Một đứa là thằng Viên, một đứa là Trung. Con biết, con nói ra sự thật này thì sau này con không còn chỗ đứng trong nhà này nữa. Cho nên con ráng chịu đựng, con ráng kềm chế, con không nói chuyện này ra. Con nói gì vậy? Tại sao lại không nói ra? Con là người trong nhà mà. Phải rồi Gia, vì Hồng sẽ thai liên quan gì tới con chứ. Thế là không còn chỗ đứng trong nhà này nữa. Vì sau khi con nói chuyện này ra, vì Hồng nhất định sẽ đuổi con đi. Dạ, con nói gì vậy? Tại sao dì phải đuổi con đi? Bởi vì lúc đó con đứng ngoài cửa phòng bệnh, vô tình nghe được dì chửi chú Cung. Dì nói với chú là, dì nói: Cung à, chú có dâm tiện quá không? Đưa gái vũ trường về tiệm bánh để làm bậy bạ, chứa gái trong tiệm bánh. Em không có. Gái vũ trường là bạn của em, chị cho em một cơ hội đi. Cho chú một cơ hội à? Được, chú đem nguyên nhân tôi bị sảy thai đổ thừa cho thằng Viên đi. Mày nói cái gì? Chứa gái gì chứ? Sảy thai gì? Tao không biết mày nói cái gì hết đó. Không có chuyện này. Chuyện chú dẫn gái về tiệm, người làm nào cũng biết mà. Chú Bình và chú Hải Dương còn sống, có phải chú muốn con mời từng người về làm nhân chứng không? Dạ. Con nổi cơn điên gì vậy? Con đừng vu oan cho dì và chú Cung. Dì có thể thề dì chưa từng làm những chuyện đó. Con xin thề với trời, sự thật mọi chuyện chính là như vậy. Những chuyện này không thể nói bậy nói bạ. Nếu năm đó thật sự đã xảy ra chuyện này, tại sao không chịu nói sớm cho bà biết chứ? Nói sớm có ích gì? Bà sẽ nghe con nói sao? Bà tin lời con hồ ly tinh đó hết mà. Viên, đứng lên. Em luôn miệng nói có hai người má. Người má này vì em bị sảy thai, còn má Hà không quan tâm tới em. Em là thằng ngốc đó. Người đàn bà này tự mình dấp té bị sảy thai, lấy em để lót xác. Còn má Hà tuần nào cũng đến tìm anh, dặn anh lo cho em cái này, lo cho em cái kia, mà vẫn không an tâm. Bắt anh ghi lại từng thứ vào sổ ghi nhớ má mới yên tâm. Sổ ghi nhớ trong phòng của anh, em tự lên coi đi. Nó về như đi dám điện thoại vậy. Em đúng là thằng ngốc. Quản gia, lâu nay anh không nói chuyện này với em, anh cũng rất ân hận. Gần đây cảm giác ân hận này lại quay trở về. Tôi về công ty riêng của tôi vì đám nhân viên của tôi đã phản bội má ruột của mình, đứng về phía người đàn bà. Người đàn bà xấu xa đã phá hoại gia đình của tôi. Thật sự dì không có làm như vậy. Dì làm mấy chuyện đó là vì cái gì chứ? Vì cái gì? Dì kêu Eliza đó ăn cắp ý tưởng của anh gia, khiến hoạt động đầu tiên của anh xém chút bị hỏng hết. Vì cái gì? Bởi vì dì là người đàn bà có lòng dạ hẹp hòi, dì không muốn những đứa con của má Hà được vui vẻ. Các con nói hoạt động gì vậy? Hoạt động tổ chức ở siêu thị hả? Đĩa đó nội có coi rồi, làm rất tốt. Thằng Tổ và con Hà cũng tham gia trình diễn mà. Nội à, má Hà đã lớn tuổi rồi, còn phải mặc đồ truyền thống bước ra kể chuyện cười nữa. Tại sao? Chính vì người đàn bà này cướp hết 38 đôi tân nhân. Má Hà vì muốn giúp anh gia nên mới mặc giày bước ra thôi. Juno, ba đừng có tin người đàn bà này. Ba có nhớ hôm sinh nhật của con, mắt kiến của ba bị bể hay không? Sau đó ba đi cà nhắc tới nhà tụi con. Thật ra chú Cung vẫn đi sau lưng ba. Con nhìn thấy chú Cung đứng sau lưng ba mà không chạy tới đỡ ba đó. Con nhỏ câm này, mày chỉ chọi nó cái gì vậy? Chú Cung à, có phải hôm đó chú theo sau lưng tôi suốt mấy tiếng đồng hồ không? Dù thấy tôi bò được hơn mấy tiếng đồng hồ cũng chưa đến nhà Hà mà chú cũng không tới giúp tôi. Chú nhìn thấy tôi bị té ở giữa đường cũng không tới đỡ tôi nữa. Có phải chú muốn tôi bị xe đụng chết chứ mới vừa lòng hay không? Phải không? Không phải, không phải. Em đứng phía sau coi chừng anh mà. Đứng phía sau tôi thật hả? Khó trách tại sao lại có nhiều trùng hợp. Mắt kính của tôi khi không lại bị bể, xe của chú khi không lại hư. Chú cho tôi xuống xe, tôi hỏi đang ở đâu, chú nói là ở sân vận động tôi đúng. Tôi kêu thằng Hảo tới đón tôi, vòng tới vòng lui cũng không thấy tôi, thì đã mọi chuyện được do chú bày ra. Uổng công tôi nuôi chú bao năm nay, chú nghe người ta suối bậy hành hạ tôi, nhìn thấy tôi xém chết cũng mặc kệ tôi. Chú có phải con người hay không vậy? Má ơi má. Nội, nội đừng nghe bà nội, nói mà. Nội đừng nghe bà, là tin tụi con đó. Đi nội. Hồng, tại sao con làm những chuyện như vậy? Con không có. Cả đám tụi nó thông đồng với nhau bị chuyện để gạt má đó. Má thích tin thì cứ tin tụi nó đi. Dạ, tuy rằng ba không thể điều động số tiền của gia Hảo Nguyệt Viên, nhưng tài khoản của ba còn 8 triệu mấy. Nếu công ty con gặp khó khăn, ba sẽ đem ra hết để giúp con. Còn nữa, nếu ai muốn ngăn cản tôi gặp mặt con cái của tôi nói cho người đó biết, gặp con cái vui vẻ là lẽ thường tình. Ai cản tôi thì tôi lấy chổi chà đập kẻ đó. Câu nói này là Cam Thái Tổ tôi nói đó. Thật là quá đáng hết sức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xong xuôi hết rồi. Cảm ơn. Về nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt nha. Bye bye. Má Hà, có chuyện xe. Má Hà, cô xin lỗi.